Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin rất cứng cựa, Quốc Cường Gia Lai muốn thách thức Nguyễn Văn Nền. Cho tới nay, công ty của đại gia Cường Đô La là Quốc Cường Gia Lai đã được lên báo rất nhiều lần mà chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa làm gì được doanh nghiệp nổi tiếng này. Trong tình hình hầu hết các quan chức có dính đến việc làm ăn với Tất Thành Cang đều dính một vòng lao lý, mà đến giờ Quốc Cường Gia Lai vẫn sừng sững trụ vững cho 5 lần 7 lượt doanh nghiệp này bị réo tên trên báo cũng không là gì cả. Nguyễn Văn Nền được điều vào Sài Gòn với mục đích là thay Nguyễn Thiện Nhân để xử lý những vụ án gai góc. Không phụ lòng ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Nền đã cho xử lý Tất Thành Cang, nhân vật mà Nguyễn Thiện Nhân không thể xử lý được. Cho đến nay đã gần 10 tháng, theo chân ông Nguyễn Thành Cang, danh sách những người đồng sự của ông dần dần vào khám ngày một dài ra. Người ta đang đợi một cái tên cứng cựa và hàng bậc nhất giới doanh nhân Sài Gòn là Quốc Cường Gia Lai sẽ được réo tên như thế nào. Cho tới nay, sai phạm tại lô đất 32 hectare tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè là miếng đất được chuyển từ đất công thành đất tư với giá rẻ bèo, nhưng người đang bị quy tội là Tất Thành Cang chứ không phải là Quốc Cường Gia Lai. Trong vấn đề chuyển giao đất công thành đất tư với giá rẻ, không thể không có sự thông đồng của hai bên. Không ai mù mờ đến mức không biết giá thị trường của lô đất này. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, cơ quan điều tra không khui ra manh mối nào cho thấy hai bên có thông đồng cả. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nền. Từ khi Tất Thành Cang bị bắt cho đến nay, nhiều bài báo đã lên tiếng bênh vực cho Quốc Cường Gia Lai. Ai cũng biết, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam là báo chí kền kền. Nó đánh hơi có các vụ án là sẽ đánh cho ngã gục. Loại báo chí này rất dễ bị mua chuộc. Nếu không mua chuộc, nó sẽ đánh cho ngã nhào để câu view. Còn nếu có mua chuộc thì nó sẽ viết bài tung hô. Vào năm 2016, báo Thanh Niên cũng đã viết loạt bài Azen đánh vào những doanh nghiệp nước mắm truyền thống là một ví dụ như thế. Quốc Cường Gia Lai là một doanh nghiệp cứng cựa của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, đang yêu cầu công ty cổ phần đầu tư Sony hoàn trả toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ đền bù nhận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và toàn bộ hồ sơ đền bù của doanh nghiệp này đang nắm giữ. Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã soát xét Quốc Cường Gia Lai ghi nhận khoản phải trả cho Sony Island trị giá gần 2.883 tỷ đồng tính tới ngày 30 tháng 6 năm 2021. Đây là số tiền được Sony Island đầu tư cho Quốc Cường Gia Lai để thực hiện dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh sau khi dự án được chấp thuận đầu tư. Quốc Cường Gia Lai có đất và đối tác góp cổ phần xây dựng dự án và hiện nay dự án chưa thể triển khai do những vướng mắc về pháp lý. Vấn đề là dính tới công ty Tân Thuận dưới quyền chỉ đạo của Tất Thành Cang. Điều này đã dẫn tới những tranh chấp liên quan tới hợp đồng hứa mua, hứa bán giữa Quốc Cường Gia Lai và Sony Island. Đây là hình ảnh bà Như Loan, chủ Quốc Cường Gia Lai. Kết quả, Quốc Cường Gia Lai đã nộp đơn khởi kiện Sony Island ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam vào cuối năm 2020 và được cơ quan này thông báo đã thụ lý đơn kiện. Không biết Quốc Cường Gia Lai kiện vì lý do gì khi mà chủ khu đất là Quốc Cường Gia Lai lại gặp vấn đề rắc rối với phía chính quyền ở thành phố này. Việc chuyển đổi đất trở thành từ đất công trở thành đất tư có đúng hay không khi mà giá chuyển nhượng chỉ có 1,5 triệu đồng mỗi mét vuông với đất ở khu ngay thành phố lớn nhất Việt Nam này. Nhiều tờ báo viết về Quốc Cường Gia Lai đã xoáy vào vấn đề của Quốc Cường Gia Lai với đối tác góp vốn xây dựng dự án, chứ họ không đào sâu về những sự thỏa thuận nào dẫn đến giá trị chuyển đổi đất rất rẻ bèo đến như vậy. Tất Thành Cang không bị khui ra sai phạm thì dự án này được thực thi chót lọt. Gạo đã nấu thành cơm nên nhà nước khó lòng mà thu hồi lại được miếng đất này. Một quan chức từng là phó bí thư thành ủy nhưng đã bị báo chí tấn công tới tấp. Còn một doanh nghiệp bình thường lại được báo chí che chở thì đủ biết thế lực của Quốc Cường Gia Lai đang cứng cựa đến như thế nào. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là Nguyễn Văn Nền sẽ xử lý ra sao đối với trường hợp này. Hiện nay Nguyễn Văn Nền đang lo chống dịch COVID-19. Ông Nền cũng không còn thời gian đâu mà xử lý vấn đề về Tất Thành Cang. Đến khi đẩy lùi được đại dịch thì rất có thể ông Nền
sẽ bắt tay vào vụ án Tất Thành Cang. Ổ sai phạm từ Tất Thành Cang còn rất nhiều đầu mối để có thể khui ra, và nhiệm vụ của Nguyễn Văn Nên đang rất nặng nề. Xử lý rốt ráo cái đống mà Nguyễn Thiện Nhân không làm được sẽ giúp Nguyễn Văn Nên có uy tín trong đảng và có thể leo cao hơn nữa trong sự nghiệp chính trị của mình. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây không được leo cao, đấy là một lời cảnh báo cho Nguyễn Văn Nên, nên ông còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và dư luận cũng cho rằng không biết ông Nguyễn Văn Nên sẽ khui như thế nào về sai phạm của công ty Tân Thuận với Quốc Cường Gia Lai, và không biết Quốc Cường Gia Lai dựa vào đâu mà ăn nói rất cứng rắn trong vấn đề 32 hectare đất Phước Kiển, Nhà Bè. Đây là hình ảnh một góc của dự án 32 hectare Phước Kiển, Nhà Bè. Thế lực chính trị ở Việt Nam theo lẽ thông thường là bất khả xâm phạm. Doanh nghiệp không có cửa để tố cáo hoặc xem thường thế lực chính trị. Kinh tế thường phải sống ký sinh quyền lực trên thân thể chính trị, và chính trị lại ký sinh quyền lợi trên cơ thể kinh tế. Nó là một mối quan hệ qua lại rất chặt chẽ. Để làm ăn với công ty Tân Thuận của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì Quốc Cường Gia Lai là công ty rất có quyền lực, chứ không đơn giản là doanh nghiệp thông thường. Ngay cả Tất Thành Cang còn bị cho vào lò mà Quốc Cường Gia Lai lại chưa bị ai sờ gáy, thì đủ biết tới sức mạnh ngầm của công ty này lớn đến cỡ nào. Trước đây, không ai có thể nghĩ rằng Tất Thành Cang vào khám, nên cũng không ai nghĩ rằng công ty Tân Thuận có thể bị khui ra sai phạm về đất đai đến như vậy. Việc miếng đất bán rẻ như bèo mà Quốc Cường Gia Lai mua được ấy bây giờ vướng vào rắc rối pháp lý là chuyện xun xẻo, chứ một công ty con cưng của Thành ủy mà dính đến pháp lý thì quả thật không ai tính đến. Và những tranh chấp phát sinh diễn ra như thế nào? Quốc Cường Gia Lai và công ty Sunny Island quả thật là ngoài tính toán của Quốc Cường Gia Lai, và hai bên đã đi kiện cáo lẫn nhau. Và cho đến giờ này thì dư luận đặt ra câu hỏi là Quốc Cường Gia Lai sẽ cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Về dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020, bà Nguyễn Thị Như Loan, khi đó là Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai, cho biết đây là dự án được công ty dành rất nhiều tâm huyết và công sức đầu tư, nhưng vẫn là giấc mơ dang dở với doanh nghiệp sau nhiều năm triển khai do những vướng mắc về thủ tục pháp lý. Đúng là dự án tâm huyết, đất được mua với giá rẻ như bèo, còn tiền đầu tư thì kêu gọi đối tác khác. Nếu dự án thành công thì Quốc Cường Gia Lai sẽ có lợi nhuận khủng chứ không hề nhỏ. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang đã chỉ đạo bán 32 hectare đất ở Phước Kiển. Không hiểu tại sao đến bây giờ báo chí vẫn chú tâm vào việc tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai với công ty Sunny Island. Mà vấn đề pháp lý của Quốc Cường Gia Lai với Sunny Island chỉ là tranh chấp ngoại phạm vì chính trị. Báo chí nhấn mạnh đến tranh chấp này mà không đào sâu về vấn đề giữa công ty Tân Thuận và Quốc Cường Gia Lai đã có thỏa thuận ngầm mà Quốc Cường Gia Lai có thể mua được miếng đất 30 hectare với giá rất rẻ đến như vậy. Và quyền lực nào đã khiến cho báo chí liên tục lên tiếng mà lại có những ý kiến bao che vì tấn công và những sai phạm? Và liệu rằng nếu móc ra sai phạm chính thì có dính đến nhân vật lớn nào đó trong dàn lãnh đạo của Sài Gòn hiện nay hay không? Vấn đề của Nguyễn Văn Nên hậu Covid-19 là làm sao manh mối của Tất Thành Cang khui ra được nhiều nhân vật nữa để phục vụ cho cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng đang muốn đốt thêm củi mới. Trong chuỗi sai phạm của Tất Thành Cang có hai nút thắt rất lớn. Nút thắt thứ nhất là sai phạm tại Thủ Thiêm, nút thắt thứ nhì là sai phạm tại công ty Tân Thuận. Cả hai vị trí này đang được làm cho cơ quan cảnh sát điều tra phải chùn bước. Không biết với thế lực được Trung ương Đảng hậu thuẫn, ông Nguyễn Văn Nên có làm gì được Quốc Cường Gia Lai hay không? Và thường những cấu kết giữa doanh nghiệp và các chính trị gia của Đảng Cộng sản Việt Nam thường rất kín đáo, họ ăn hối lộ rất nhiều nhưng khó có thể bắt được quả tang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 9 năm 2021 với bản tin rất cứng cựa, Quốc Cường Gia Lai muốn thách thức Nguyễn Văn Nên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.